Thua trong thế ngẩng đầu, U18 nữ Việt Nam được chủ nhà Vương Cúc khen hết lời, huấn luyện trưởng nói câu khiến cả Đông Nam Á khuất phục. Vượt qua vòng bảng và bán kết với những màn thể hiện đầy ấn tượng, U18 nữ Việt Nam tiến vào chung kết U18 nữ Đông Nam Á 2022 gặp đối thủ U18 nữ Australia. Đây được xem là một đối thủ khá cân sức với thầy trò huấn luyện viên Akira. Các tuyển thủ U18 nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của mình, nhưng họ sẽ phải thi đấu với hơn 100% khả năng bởi Australia không phải là đội bóng sẽ bị bắt nạt. Nhiều khả năng, ông Akira sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công cho U18 nữ Việt Nam. Chiến thuật sang người Nhật Bản có cơ sở để thực hiện điều này khi mà trong tay ông đang sở hữu nhiều tiền đạo có tốc độ tốt và kỹ thuật như là Minh Chuyên và dàn trụ cột đầy chất lượng như là Ánh Mỹ, Thu Phương. Chia sẻ trước trận đấu cuối cùng của giải, thủ môn Nguyễn Phương Thảo, người bắt chính 3 trên 5 trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam U18 cho biết toàn đội đã sẵn sàng. Úc hay Thái Lan đều là những đội mạnh, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu ngày mai. Từ sau trận thắng Myanmar ở bán kết, mục tiêu lớn nhất của toàn đội là giành thứ hạng cao nhất và tôi cùng với đồng đội sẽ cố gắng đem chức vô địch về cho nước nhà, Phương Thảo nói. Về phần vị huấn luyện viên trưởng thì ông dường như vẫn giữ nguyên mong muốn từ đầu giải cho các cô gái trẻ là có những trải nghiệm tốt nhất trong giải đấu lần này. Chúng tôi chỉ cần thời gian để các cầu thủ hồi phục và trở lại trạng thái tốt nhất để tiến đến trận chung kết, vào đến trận chung kết ở giải này thì đó chưa phải là sự kỳ vọng cuối cùng của tôi đối với đội tuyển nữ U18 Việt Nam, vị chiến lược gia người Nhật Bản cho biết. Ở trận đấu này thì U18 nữ Việt Nam sẽ thi đấu với sơ đồ 4-5-1 hoặc linh hoạt chuyển đổi 4-4-2. Như vậy chúng ta cần giữ sạch lưới trước khi mà triển khai tấn công. Trong nhiều thời điểm thích hợp, U18 nữ Việt Nam sẽ chủ động cấm bóng, kiểm soát thế trận và tạo sức ép lên đối thủ. Bên kia chiến tuyến, U18 nữ Australia có nhiều điểm mạnh về thể lực và kỹ năng. Ngoài ra thì họ cũng rất nguy hiểm ở các tình huống là quăng bóng vào khoảng trống. Nhiều cầu thủ được huấn luyện viên Dower đã có tốc độ rất tốt và dễ dàng vượt qua hậu vệ đối phương, dù xuất phát từ phía sau với khoảng cách khá là xa. Do đó, trong chiến thuật phòng ngự phản công, đoàn quân của huấn luyện viên Akira cần phải đảm bảo giữ cự ly thật tốt để hỗ trợ, bọc lót và hạn chế sức tấn công của đối phương. U18 nữ Australia cũng đã ra sân với đội hình tối ưu nhất là Ella Masit, Tegan Betolisto, Shiko Mori, Sirena Savica. Khá bất ngờ khi mà U18 nữ Việt Nam mới là đội nhập cuộc chủ động hơn khi mà tự tin cầm bóng trước các cầu thủ cao to bên phía đối thủ của chúng ta. Và đến phút thứ tư, U18 nữ Việt Nam có hai tình huống áp sát vòng cấm đối phương kể từ đầu trận, nhưng mà chưa thể vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của U18 nữ Australia. Thế trận cho đến phút thứ 10 đã cân bằng hơn, U18 nữ Australia bắt đầu phối hợp nhiều hơn trong những phút vừa rồi. Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam thì vẫn đang thi đấu hết sức tập trung. Cơ hội đến với các cô gái áo đỏ khi mà ở phút 12, chúng ta có cơ hội tiếp cận khung thành với đối phương, nhưng mà Hải Yến lại đỡ bóng thiếu chính xác sau đường chuyền vượt tuyến của đồng đội. Đại diện xứ chuột túi thì chỉ cần 2 phút để đưa ra cầu đáp trả. Tình huống nguy hiểm đầu tiên của U18 nữ Australia khi mà cầu thủ Maristanis Flolli đã dứt điểm ở vị trí sát vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xa trong gang tấc. Đến phút thứ 18 của hiệp 1 thì U18 nữ Australia đang tấn công nhiều hơn so với đội bóng áo đỏ. Minh Chuyên và các đồng đội thì cần thận trọng trước những pha phối hợp và bóng dài của đối phương. Thể hình và thể lực thì giúp cho đội tuyển Australia có thêm một lợi thế trong các pha tranh chấp. Trong khi đó thì Việt Nam lại đang gặp khó khăn trong việc triển khai và tấn công bên phần sân của đối phương. Tuy nhiên, ở phương diện phòng ngự, các cô gái áo đỏ đã làm rất tốt. Liên tiếp những tình huống phòng ngự chắc chắn của U18 nữ Việt Nam, thủ môn Phương Thảo thì vẫn đang đứng trước khung thành của đội nhà. Đến phút thứ 35, các học trò của huấn luyện viên Akira đang giữ được thế trận ổn định. Các cầu thủ thì bình tĩnh, cầm bóng và xử lý để thoát ra khỏi sự áp sát tranh cướp của đối thủ. Tuy nhiên, Hải Yến và các đồng đội thì lại gặp bất lợi trong các pha tranh chấp tỷ đề. Tưởng chừng như là tỷ số hòa không bàn thắng sẽ được giữ tới khi mà tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhưng mà bước ngoặt thì lại xuất hiện. Phút 40, đường chuyền bên ngoài vòng cấm bên cánh phải. Savica đã xuất hiện ngay ở trước vạch vôi và đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Kết thúc thời gian hiệp 1, U18 nữ Australia tạm thời dẫn trước Việt Nam với tỷ số là 1-0. Kết quả này phản ánh đúng thế trận và cục diện trận đấu khi mà đối phương làm chủ thế trận và có nhiều tình huống tấn công. Bị dẫn trước, U18 Việt Nam có nhiều sự thay đổi về nhân sự và lối chơi sau giờ nghỉ hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa càng sớm càng tốt. Ngay khi mà trọng tài thổi hồi còi bắt đầu hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ ào lên phần sân của đối phương.
U18 nữ Việt Nam tự tin cầm bóng và phối hợp, tuy nhiên các cầu thủ cần chỉnh chu hơn trong các pha xử lý trước khi mà tiếp cận khung thành đối phương. Tuy nhiên, khi mà chưa thể có một bàn thắng gỡ hòa thì các cầu thủ của chúng ta lại mắc sai lầm ở hàng phòng ngự. Phút 52, U18 Australia có bàn thắng thứ hai. Tiền đạo Flody đã tiếp tục tấn công bằng một pha đệm bóng cận thành sau đường tạt bóng chính xác của Beto Listio. Sau bàn thua thứ hai, U18 nữ Việt Nam không còn duy trì được thế trận như ở hiệp đấu đầu tiên. Các cầu trò của huấn luyện viên Akira buộc phải lùi sâu phòng ngự khi mà đối thủ ép sân. Rõ ràng tinh thần của các cô gái áo đỏ đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi mà bị đối thủ dẫn trước tới 2 bàn chỉ trong vòng hơn 10 phút giữa trận. Chính vì thế, các pha lên bóng của U18 nữ Việt Nam thì không có độ chính xác cao. Ngược lại, phía Australia đang triển khai được điểm yếu của Việt Nam trong những phút vừa qua. Ở những quả tạt bóng bổng của đối thủ khiến cho hàng phòng ngự U18 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Phút 76, U18 nữ Việt Nam suýt nữa đã phải nhận bàn thua thứ 3. Rất may, một hậu vệ áo đỏ đã kịp thời cản phá tình huống dứt điểm trong vòng cấm của đối phương. Dù bị bào mòn về thể lực nhưng mà U18 nữ Việt Nam vẫn cố gắng tấn công khi mà có thể. Phút 81, U18 nữ Việt Nam có một tình huống nỗ lực đi bóng tiếp cận khung thành đối phương nhưng mà pha xử lý vòng cấm thì lại không chuẩn xác. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm hiếm hoi cho U18 Việt Nam trong hiệp 2. Kết quả chung cuộc thì U18 nữ Việt Nam không làm được gì trước một đối thủ cực mạnh là đội chủ nhà World Cup 2023. Dẫu sao, việc lọt vào chung kết sau khi mà đánh bại Thái Lan lẫn Myanmar cho thấy vị trí số 1 của bóng đá nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Với Úc, họ có thể là thành viên của AFF nhưng không thể tham dự các giải đấu của đội tuyển quốc gia. Chính vì thế có thể khẳng định rằng bóng đá nữ Việt Nam vẫn là thế lực số 1 tại khu vực. Bên cạnh đó, dù vô địch nhưng mà huấn luyện viên của U18 Australia thì cũng đang có những lời cảnh báo cho các cô gái của U18 Việt Nam. U18 nữ Việt Nam có các cầu thủ rất tốt và đã chơi một trận đấu hay. Các bạn biết sao, sức ép ở thời điểm nhất định của trận đấu và suýt nữa đã có được một bàn mở tỷ số. Nếu mà điều đó xảy ra, U18 Úc sẽ không thể thắng dễ dàng. Phải công nhận là chúng tôi đã có đôi chút may mắn trước U18 Việt Nam khi mà trời đã tốt hơn. Tôi nghĩ là bóng đá Việt Nam vẫn là số 1 Đông Nam Á. Thật là rất mong chờ màn trình diễn của các bạn tại vòng chung kết World Cup năm sau. Việc U18 nữ Việt Nam thi đấu thành công là tín hiệu mừng với nền bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ trẻ, đặc biệt là nữ thì thường thiếu đi cơ hội thi đấu. Tuy nhiên với tiềm năng vừa thể hiện, các cô gái trẻ của chúng ta sẽ được chú ý và quan tâm đầu tư để phát triển hơn trong tương lai.